đường nó giàu ghê, nó đít qua lỗ luôn, qua lỗ mới đổ cho lỗ không đổ đâu nghe. Rồi bỏ ra. Rồi. Chắc là đít chợ qua lỗ không có đổ cho đít mình lỗ hay không đổ ba ơi. Trừ rang mà. Thôi đổ đỡ đi với giác mệt quá. Nope. Vô lỡ đi. Đít máy lỗ đây anh. Nói thiệt với anh chứ đít tôi có một lỗ chứ mà nè. Đít tôi có một lỗ chứ mà. Anh đổ giùm cho tôi đây chứ nãy trừ tôi đi giác bộ cũng mệt quá. Không, anh không tin mà đít tôi lỗ thì tôi cỡ ra cho anh xem này. Có một lỗ thiệt á. Cỡ ra cho anh xem này. Có một lỗ thiệt á. Ý tôi là anh đổ máy lít nha. Chứ tôi muốn lấy vui thâu cho anh đổ máy lít. Trời, nếu mà tôi tưởng mua anh đít máy lỗ như bo lỗ anh kia, đít lỗ anh không đổ chứ. Bo lỗ anh kia, đít lỗ anh không đổ chứ. Anh đổ cho tôi đít đi. Rồi, đưa tiền nè. Rồi, ok. Rồi, ok, cảm ơn anh nha. Rồi, rồi. Chết. Nhiều khi tiếng Việt mạnh phàng phú quá. Tôi thôi tôi đi nha. Qua Nam mình tính như rây, đem ký theo anh lập phụ hồ. Xin kẻ bèn mình đi kiếm lúa, không ăn chơi nữa đau bọn hơi. Tiền roan vất vả giòn non, lộn ơn bớt tiêu phí phụng. Anh là bác sĩ nè, em đau chỗ nào là anh hung làm hết chỗ đó đó. Anh hung nghe hết chưa? Hết liền á anh ơi. Em đau chỗ chỗ trái như nữa nè. Chứ em đau nhiều chỗ ghê chứ em. Anh hung nè. Hết chưa? Hết liền á. Anh hai thiệt á anh. Trời ơi. Lâm, cùng của ta bị trí nó bị khua bị chửi trong ta á. Ai ốt đi mà. Được, má đâu? Ở chỗ bé Lâm, ở chỗ ngâu qua cây chuối nè. À, mà muốn quà gì đó? Muốn quà đi nè. Chị cho đó, món quà đó đó. Mà phí ship bao nhiêu để tôi gửi? Thôi tôi lấy sĩ thôi. Nè, bao nhiêu tiền cũng được hết á, anh gửi qua cho tôi nghe. Rồi, lấy sĩ. Ship đồ. Chị Lâm đây. Ủa, chị Lâm kia mà. Mời chị Lâm ra đây. Ship đồ gì đấy em? Người yêu chị gửi đồ cho chị. Cứ thôi mà em vô nhà. Em đi nhà. Ừ.
chứ em ship đồ chị đó em. Có món quà nè, anh Lệ người yêu chị gửi tới cho chị. Chị nhắm mắt lại đi. Chị nhắm mắt nghe. Món quà thật ý nghĩa đây em nghe. Bữa sau nhớ giết cho anh. Thôi sai đừng có điện tôi nữa, tôi bỏ nghề luôn rồi. Thôi sai đừng có điện tôi nữa, tôi bỏ nghề luôn rồi. Em vui mà, chữ mang không? Không em. Không em cho chó em. Em cho chó.